Lộ trình lưới điện thông minh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đang được thực hiện và dần hoàn thiện ở Quảng Ngãi. Hệ thống SCADA và Trung tâm Điều khiển Lưới điện Quảng Ngãi đi vào vận hành cuối năm 2017 là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa, tự động hóa lưới điện. Qua thời gian vận hành, hệ thống SCADA đã mang lại những hiệu quả tích cực rõ ràng cho công tác vận hành lưới điện phân phối, như giúp cho việc thao tác các thiết bị trên lưới điện chính xác, nhanh chóng, giảm thời gian xử lý sự cố, nhanh chóng cung cấp điện trở lại cho khách hàng, tiết kiệm được thời gian, chi phí để đi tới các thiết bị, giảm thiểu thời gian mất điện cho khách hàng, đồng thời đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục. So với trước kia, tình trạng các thông số vượt ngưỡng không còn xảy ra. Điều này tác động tốt đến công tác vận hành và chỉ tiêu tổn thất điện năng. Hình thức kiểm soát các thông số thông qua sơ đồ trên màn hình SCADA thuận lợi và hiệu quả hơn nhiều so với phải di chuyển từ nơi trực ca đến vị trí các thiết bị. Đặc biệt, hệ thống SCADA là công cụ hữu hiệu để có đầy đủ thông tin nhằm đưa ra phương án vận hành tối ưu và sẽ thực hiện nhiệm vụ sa thải tự động phụ tải khi thiếu nguồn và công suất cắt phù hợp, đảm bảo kiểm soát phạm vi mất điện theo thứ tự đã được định trước. Từ tháng 12 năm 2018, cùng với việc hoàn thành kết nối SCADA đến 10 trạm biến áp 220 kV, 110 kV và 186 thiết bị đóng cắt trên lưới điện, đồng thời chính thức tiếp nhận quản lý vận hành lưới điện 110 kV tỉnh Quảng Ngãi, thì việc khai thác vận hành hệ thống SCADA và trung tâm điều khiển càng phát huy hiệu quả rõ rệt. 90% thao tác trên lưới đã có thể thực hiện tại trung tâm điều khiển được đặt tại trụ sở của công ty. Song song với việc hoàn thiện lưới điện thông minh, công ty điện lực Quảng Ngãi cũng chú trọng nâng cao nguồn nhân lực. Công ty tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật tiếp cận và làm chủ công nghệ mới về điều khiển tự động hóa lưới điện phân phối, phù hợp với định hướng là nền tảng cho việc phát triển mô hình lưới điện thông minh của Tổng công ty Điện lực miền Trung trong thời gian đến. Đấy, cùng với các phòng khác như công nghệ thông tin và kỹ thuật, thì chúng tôi cũng có một cái tổ chuyên sâu về SCADA, và chúng tôi cũng có những cái kế hoạch đào tạo tại chỗ và đào tạo tại Tổng công ty Điện lực miền Trung để mà nắm chắc được cái công nghệ và sẽ phát triển mở rộng theo cái tinh thần của cái dự án đề máy SCADA này. Về cái trung tâm điều khiển thì chúng tôi đã hoàn thiện, và sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối thêm một trạm nữa, đó là trạm 110 nút bút. Thì cái trạm này đặc điểm là thiết bị nó là giai đoạn đầu, cho nên là chưa tương thích với hệ thống này, thì tổng công ty đang có cái kế hoạch để mà thay thế thiết bị để mà kết nối, thì dự kiến trong quý 1 này sẽ hoàn thành. Còn những cái trạm mà tiếp theo đưa vào như trạm 110 Bình Nguyên thì quý 2 đưa vào, thì trạm này chúng tôi sẽ kết nối ngay. Và các thiết bị đóng cát trên lưới thì còn 35 thiết bị thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch, thì dự kiến là trong quý 3 thì cũng sẽ hoàn thành cái việc này. Là như thế là tất cả các trạm 110, 122 trên địa bàn cũng như là tất cả các thiết bị đóng cát là đều được kết nối về trung tâm điều khiển. Từ đó chúng ta có một cái hệ thống đầy đủ và có thể giám sát được mọi cái thông số cũng như là việc phối hợp xử lý sự cố này sẽ rất nhanh chóng. Với lợi ích thiết thực, việc đưa hệ thống SCADA và trung tâm điều khiển vào vận hành đã phản ánh nỗ lực của toàn thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ngãi trong việc phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa công tác vận hành và quản lý hệ thống. Hệ thống SCADA và trung tâm điều khiển góp phần giảm chi phí vận hành và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng suất lao động. Đây cũng sẽ là nền tảng để công ty tiếp tục thực hiện các dự án tự động hóa lưới điện phân phối nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cung cấp điện nhằm đảm bảo an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.